Còn đây công ty, tôi không biết. Để tôi nói anh nghe. Hợp đồng vay mượn tại phòng công chứng, trước khi anh trả bắt buộc anh phải ra công chứng anh làm câu hiểu nào đó. Ok chưa? Hôm bữa tôi về là vợ tôi nói là bên phía công ty anh tới nhà tôi tìm tôi để làm cái gì? Thì tôi đã mua khoản nợ tổng cộng là 3.2 tỷ của anh Châu. Tôi đã gửi cho anh Châu nào thưa anh? Để tôi nói cái đừng cắt lời tôi. Đây công ty chứ không phải nhà anh. Ở công ty của tôi có ông chồng công ty là anh tôi được chưa? Để tôi nói xong anh nói nha. Tổng số tiền là 3.2 tỷ nè, anh đăng ký anh Châu. Tôi đã gửi thông báo cho anh trong vòng 3 ngày. Một là liên hệ công ty tôi, hai là đến công ty tôi. Anh hiểu chưa? Tôi có gửi thông báo cho anh đọc được chưa? Công ty tôi đã mua khoản nợ của anh Châu chưa? Anh hiểu không? Bây giờ anh có nợ anh Châu không? Tôi nợ là nợ ông Châu. Chứ tôi không nợ mấy anh. Trả tiền anh Châu chưa? Tôi trả rồi. Ủa, anh tính tôi trả ông Châu thì mắc mới tôi phải đưa ký cho anh coi. Cái khoản nợ của tôi, nợ ông Châu, tôi trả ông Châu thì tôi phải trả hết hoàn toàn rồi. Còn tôi không có bổn phận liên quan gì, tôi phải đưa văn bản hoặc là giấy tờ ra để cho anh. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè. Nguyên nhân anh ngồi ở đây là vì anh đã sai nguyên tắc hợp đồng vay mượn. Nếu anh trả anh Châu thì anh không ngồi đây. Anh không trả anh Châu, đương nhiên anh Châu có quyền bán khoản nợ cho một đơn vị khác. Đơn vị khác đó là công ty mà công ty mua bán nợ. Tôi không biết công ty nào đó. Tôi nợ ông Châu, tôi đã trả cho ông Châu rồi. Tôi đã trả hết phần nợ này rồi. Anh lấy đồng chính ra trả bằng chứng kệ tôi. Bây giờ phải đưa đồng chính cho bên công ty hả? Tôi chỉ đưa cho ông Châu thôi. Còn bên công ty tôi không biết. Công ty là tôi trả. Để tôi nói cho anh nghe. Hợp đồng vay mượn tại phòng công chứng, trước khi anh trả bắt buộc anh phải ra công chứng anh làm câu hiểu nào đó. Ok chưa? Còn nếu anh trả chưa hết trong hợp đồng mà vay mượn anh á, thì anh trả theo hình thức như thế nào? Thì anh phải đưa ra bằng chứng. Chẳng hạn anh trả bao nhiêu thì anh phải đưa ra giấy tờ. Anh không có đưa giấy tờ, đương nhiên anh không còn nợ. Không còn nợ thì tôi phải gọi anh đó. Anh hiểu không? Anh có làm tròn chưa? Anh chưa làm tròn thì anh đừng có nói ra em. Anh có trả được tiền nào đâu? Tôi trả rồi, tôi trả hết số tiền đó cho anh rồi. Bằng chứng trả đâu? Anh nói chuyện không cười, không có bằng chứng đương nhiên tôi đòi, nha. Không bằng chứng đương nhiên tôi không đòi anh thôi. Còn thích trả thì trả thôi. Thì nó là chuyện của anh, nha. Nhưng tôi được phép tôi đòi, ok chưa? Anh đến đây là đóng mỏ lên, trở đến nhà anh xem sao, nha. Lên nhà tôi, thử tới nhà tôi coi. Anh đi nhà ai tôi trả gì đó. Tôi mời anh ra phóng tiểu rồi.